Lộ diện người phụ nữ đeo những cặp nghi vấn hẹn hò Quý Bình sau khi khiến cộng đồng mạng dậy sóng về những status úp mở chuyện kết hôn. Dù Quý Bình đã cố tình giấu mặt bạn gái, nhưng thông tin về bóng hồng này vẫn không ngừng được tìm kiếm và mới đây đã hé lộ những chi tiết đầu tiên. Người ấy là ai? Ngay từ đầu năm với việc đăng tải bức ảnh nắm tay một người phụ nữ cùng chiếc nhẫn trên ngón áp út, nam diễn viên Quý Bình không chỉ khiến người hâm mộ xôn xao mà còn khiến nhiều bạn bè vui mừng chúc phúc cho anh. Tuy nhiên, cô gái ấy là ai vẫn còn là một ẩn số. Đến giữa tháng 4, Quý Bình đồng loạt đổi ảnh nền và hình ảnh đại diện trên trang cá nhân. Bằng hình ảnh tình cảm với bạn gái, động thái này của chàng nghệ sĩ điển trai đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Những hình ảnh chụp ngược sáng vẫn không tiết lộ manh mối nào về người phụ nữ đã khiến Quý Bình đổ gục. Lộ diện, có lẽ Quý Bình cũng không thể ngờ rằng phụ kiện mà anh đeo trên người chính là kẻ phản bội, đã tiết lộ manh mối về người yêu mà anh cố tình giấu mặt để bảo vệ sự riêng tư của hai người. Từ những bức ảnh mà nam diễn viên đăng tải, cư dân mạng đã nhận ra sự trùng hợp thú vị về chiếc nhẫn trên tay của Quý Bình với chiếc nhẫn của một người phụ nữ khác. Theo những người sành về trang sức, cặp nhẫn trên tay Quý Bình và người phụ nữ kia hẳn có sự liên hệ và không phải vô tình giống nhau một cách ngẫu nhiên. Đây là cặp nhẫn có giá trị, mẫu hiếm thấy, chắc chắn được chế tác riêng. Một fan hâm mộ của Quý Bình cũng là người phát hiện sự trùng hợp này chia sẻ. Từ manh mối này, những người yêu mến diễn viên Quý Bình nhanh chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Về danh tính bóng hồng đã được nam diễn viên úp mở về chuyện sẽ trở thành vợ tương lai của mình. Theo thông tin phóng viên có được, người phụ nữ đeo nhẫn cặp với Quý Bình là một nữ doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Thế nhưng rất ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Hiện tại Quý Bình vẫn từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về phát ngôn này của người hâm mộ. Có lẽ trước sự kính kẻ của nam diễn viên, các fan chỉ còn cách chờ đợi đến ngày anh chính thức công khai bạn gái của mình.